chiều dần rơi sâu mãi đôi ánh trăng buông lạ lơ, nhịp chảy rơi như tiếng ca thiết tha xây cuộc đời. Làng thôn tôi mừng hát vui mùa lúa lên màu tươi, hạt lúa thơm vì thấm bao mồ hôi và sớm hôm ra sức ta cày sới. Đầy dòng cừu long lúa về mát lòng nhà nông, vui đời nó ấm lúa mùa mến người lòng công, lúa thăm vàng đầy đông người sống với tình mặn nồng, nhưng cùng nhau xây tình yêu sông núi tô màu cho nước Việt ngày thêm tươi. Kìa trăng soi bóng lúa vàng gió reo vui miền Nam, đồng mênh mang cô gái ngoan hát vang lên dịu dàng. Này ai ơi miền nước tôi ruộng lúa ôm bờ đê, người sống vui tình thắm vươn hồn quê, gạo trắng trong mà nên duyên hẹn thề. Con chim sáo nho hót vang rộn ràng, qua nhịp cầu tre qua mấy con đi thăm đượm tình quê. Bao năm qua cách trở đường xa xuôi ngược bôn ba, ôi kỷ niệm yêu mãi tranh nghèo tỏa khói lam còn nhớ nụ cười câu ca mát rơi chưa chan lòng người. Đâu rồi ngày xưa ai đón ai đưa nắng đổ chiều mưa, quê hương ơi ấm mãi đời tôi uống ngọt đôi môi, thương quá là thương tuổi thơ nào ngọt đắng vui. Đưa con thuyền chao nghiêng theo nhịp chèo bơi ai ngân nga câu hò. Hò ơi, gió đưa gió đẩy về đây ăn công, về sông ăn cá, về sông ăn cá, về đồng ăn. Từ lúc vào đời chân quen đất nẻ sớm chưa chiều hè, ôi đẹp làm sao đêm sáng trăng cao gõ nhịp dài mau, nghe quê hương tiếng gọi mời thương những ngày tha phương, trong cõi đời ta giữ bên lòng hình bóng quê nhà, nghe quê hương gọi mời thương những ngày tha phương, trong cõi đời ta giữ bên lòng hình bóng quê.
Thưa quý vị, liên khúc vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình đặc biệt ngày hôm nay. Quý vị có thể liên lạc cùng chúng tôi qua địa chỉ website sau đây để có thể biết cái ngày chúng tôi sẽ đi thăm viếng ở những nơi nào và cùng tháp tùng với đoàn. Quý vị có thể liên hệ qua trang web www.quỹđạophậtngaynay.com. Quý vị cũng có thể lên website với senvangtubi.com hoặc là Facebook senvangtubi. Hoặc là chúng ta cũng có thể đến trực tiếp tại số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, quận 10, chùa Giác Ngộ. Chúng ta có thể gặp gỡ với Thượng tọa Thích Nhật Từ hoặc anh Nguyễn Anh Phương, trưởng ban điều hành Sen Vàng Từ Bi, để chúng ta có thể biết hơn được cái chương trình mà ban tổ chức sẽ giúp cho những người nghèo có một cái Tết ấm no hơn trước Tết Nguyên đán. Thì nếu như quý vị cũng muốn có tham dự thì chúng ta có thể theo dõi Facebook để có thể tìm hiểu kỹ hơn. Và một lần nữa thì Mai cũng vẫn nhắc lại với quý vị rằng nếu như quý vị vẫn mong muốn sở hữu những bức tranh thì chúng ta đừng quên, chúng ta sẽ mua những bức tranh này treo trong ngôi nhà của mình với cái giá trị thật ý nghĩa, và chúng ta cũng đóng góp cho những người nghèo để có một cái Tết ấm no hơn. Thưa quý vị, và chương trình xin được kết thúc ở đây. Xin gửi lời chào tạm biệt. Chúc quý vị một đêm nhiều mộng đẹp. Hẹn gặp lại lần sau. Được sống đời an vui, cho con được sống đời xinh tươi. Quang âm cứu khổ, quang âm cứu nạn, đời con rạng ngời.